Chào các bạn, video của mình hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn học tiếp phần tục cơ tiếng nô số 2 ngành chế biến thực phẩm chương 3, đó là về quản lý an tâm, quản lý an tâm an toàn. Rồi phần 1 là pháp luật, hô là nói về luật pháp về EC là vệ sinh, ANZ là an toàn, lô đô là lao động. Pháp luật về vệ sinh an toàn lao động thì pháp luật về vệ sinh an toàn lao động là cái gì? Thì họ định nghĩa quá, trước từ quá mình dịch trước là pháp luật để mà giữ gìn hay là duy trì cái sức khỏe an toàn của những người lao động. Hataraku là làm việc, hitotachi là người lao động. Donna Sayojo, Donna ở đây là như thế nào? Sayojo có nghĩa là nơi làm việc như thế nào? Đề mố là cho dù, mặc dù. Cho dù là cái nơi làm việc như thế nào. Rồi, cái người Jiyosa là doanh nghiệp và cái người lao động, Lodosa là người lao động. Thì Motozuite là căn cứ vào luật pháp, Horitsu là luật pháp. Thì Tsugi no koto ni kyo tsuke nakereba narimasen là phải lưu ý về những cái việc được nêu ra bên dưới. Đó là thứ nhất là về người lao động, thứ hai là người doanh nghiệp, là những điều mà cần lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đối với người lao động thì cần phải làm gì. Mình có đế ở đây là chỉ cái nơi chốn, là sayojo là nơi làm việc. Rồi ở trong này không có chủ ngữ, bởi vì nó không có từ quá với ghé cho nên không có chủ ngữ, nó bị lược mất chủ ngữ. Thì mình sẽ dịch động từ dịch trước. Ở đây có hai động từ, thì mình lưu ý sẽ dịch động từ thể T trước. Đó là tuân thủ và làm việc. Tuân thủ làm việc những cái việc mà đã quy định ở trong công trường. Kimatteru là đã quy định. Mata thêm vào đó. Jigyosa là doanh nghiệp. Nado là như là gá. Okonau là diễn ra, lodo sai gai là tai nạn lao động, boshi là phòng tránh, torikumi có nghĩa là nỗ lực, kyoroku suru có nghĩa là hợp tác. Rồi thêm vào đó thì phải hợp tác, nỗ lực trong việc phòng chống tai nạn lao động. Nó diễn ra như là doanh nghiệp. Rồi, đối với Jiyosa là đối với doanh nghiệp, mình có từ là Hataraku Hitotachi có nghĩa là người lao động, Anzen an toàn, Kenko là sức khỏe, Mamoru là bảo vệ. Jiyosa là doanh nghiệp, Sekinin là người có trách nhiệm, Jiksi là thực hiện, Jiko là những cái mục lục. Rồi, cái này mình trước cái từ quá thì mình sẽ dịch trước cái cụm này, Koto là cái việc mà bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động á, thì là cái việc mà trước cái từ gám dịch trước, doanh nghiệp phải dịch si sư là thực hiện phải mang cái trách nhiệm và thực hiện, mình dịch ẩm từ thể tê trước. Rồi ở dưới này Jiyosa là doanh nghiệp, thì ở đây nó có động từ thể tê giữa câu cho nên mình dịch cái mệnh đề này dịch trước, thì quy định cái gì là trước ố mà dịch trước. Người có trách nhiệm như là về quản lý vệ sinh, người quản lý vệ sinh và người quản lý về an toàn ở mỗi cái công trường, ní là ở, mà phụ trách một cách cụ thể về những cái điều mà ghi ở trên này. Sore là cái việc mà bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động. Rồi Sorera là những cái như là về Anzen Kanlisa với là EC Kanlisa là cái từ là Kanlisa là người quản lý. Lodo Sai Gai Boshi là phòng tránh tai nạn lao động. Tsutomeru là cố gắng nỗ lực. Rồi ở trong này mình sẽ dịch cái động từ ở giữa nên mình dịch bắt đầu dịch trước nè. Cùng với người quản lý, tức là những cái người quản lý về an toàn và những người quản lý vệ sinh đó, cùng với người quản lý thì nỗ lực phòng chống tai nạn trong lao động. Anzen Kanlisa là người quản lý về an toàn.
Mình có từ Anzen ECOM là nhiệm vụ vệ sinh an toàn. Naka là trong, đế là ở. Ở trong cái nhiệm vụ mà vệ sinh an toàn thì mình thấy cái động từ cuối câu imas có nghĩa là thường, nó định nghĩa một cái gì đó, thì nói rằng, cho rằng cái người mà okonayu là diễn ra cái việc quản lý những cái mục về kỹ thuật liên quan tới an toàn. Kakaru là liên quan, Gijutsu Teki là về kỹ thuật, Jiko là cái mục lục. Isekan Lisa là người quản lý vệ sinh. Thì mình có từ là Boshi có nghĩa là phòng tránh, Tame là để. Là được cho rằng á, cái người mà diễn ra cái việc quản lý để phòng tránh tai nạn lao động và những cái tổn thất về sức khỏe của người lao động ở công trường. Tekigi là tùy ý, Sayojo là nơi làm việc, Junshi Suru có nghĩa là thanh tra, Setsubi thiết bị, Sayoho Ho là phương pháp làm việc. Cái này mình sẽ dịch cái nhóm này trước nè. Có ba cái mệnh đề. Mệnh đề trước dấu phẩy là thanh tra một cách tùy ý ở công trường. Rồi mình kiểm tra là xem có nguy hiểm hay không, nai cá là hay không. Như là về phương pháp làm việc, về thiết bị để phòng chống những cái sự cố. Mình có từ là Joji có nghĩa là thông thường. Rồi Ijo là trên, Gojunin Ijo là trên 50 người. Insokuryo Seihinso Zoyo là công tác chế biến thực phẩm, Jiyo Ba là nơi làm việc, tức là công trường. Seninsuru có nghĩa là bổ nhiệm, Hichiyo là cần thiết. Bây giờ trước cái từ đế qua là mình phải dịch trước nè. Cái nơi làm việc về chế biến thực phẩm có thông thường là có trên 50 người trở lên thì cần thiết phải bổ nhiệm, mình dịch làm sao, dịch lại nha, cần thiết phải bổ nhiệm cái người quản lý vệ sinh và người quản lý về an toàn. Rồi ở đây mình có là game bà cũng đồng nghĩa với lại là soccer bà hoặc là jiyojo nha các bạn, là cái nơi làm việc. Rồi ở đây mình có hichijo arimasen thì mình sẽ dịch trước. Đây không à, trước cái từ ghé nè, chủ ngữ mình dịch trước. Cái người quản lý ở công trường thì arimasen không cần thiết phải trở thành người quản lý vệ sinh và người quản lý về an toàn. Kanarazushimo là nhất thiết nha. Rồi, Kiyonaka là trong cái công ty thì đế là ở nè, trong công ty. Rồi mình thấy ở trong này có từ gá, trước cái từ gá mình dịch trước cái này. Sau đó các bạn nhìn thấy động từ thể t, các bạn sẽ dịch tiếp. Trong công ty á, thì ai có vai trò là người quản lý vệ sinh và người quản lý về an toàn thì kiểm tra xem á, là làm việc có hiệu quả hay không. Rồi người quản lý thì cái điều cần thiết á, là phải hiểu được cái thông tin và cái kiến thức cần thiết liên quan tới vệ sinh an toàn lao động. Phần 2, Tadashi Fukuso to Tejun. Tejun là thứ tự, Fukuso là trang phục, Tadashi là đúng, thứ tự và trang phục đúng. Để mà an toàn, Tame ni là để mà an toàn thì phải Shinakereba narimasen, phải làm việc, đế là bằng bằng cái trang phục đúng. Rồi người quản lý thì ở đây mình tìm cái chủ ngữ nha, là sayosa. Người quản lý là chủ ngữ rồi, sayosa đứng trước từ gá đó cũng là động chủ ngữ nữa, nhưng mà chủ ngữ này chủ ngữ phụ phụ ở trong cái câu này đó, đây là chủ ngữ phụ nha đó. Cho nên á là mình dịch cái chủ ngữ chính trước rồi động từ chính là kakunin, tức là người quản lý thì kiểm tra cái người mà làm việc á, thì có làm việc bằng cái trang phục đúng tỷ cá là hay không. Rồi mình phải chỉ đạo cái người mà không tuân thủ á,
Nếu như mà có cái người không tuân thủ về mặt cái trang phục đúng thì mình sẽ chỉ đạo. Sido seru là chỉ đạo. Rồi mình có từ là shikata là cách. Chặt cười á có nghĩa là mặc, cách mặc với trang phục đúng. Và mình có từ là shikari là chắc chắn nè, fasuna là cái dây kéo, shimeru á là mình kéo lại á, là mình đóng chặt lại là shimeru. Thì cái có kéo chặt cái dây kéo lại hay không? Rồi inna tức là quần áo mặc ở trong cái quần áo ở bên ngoài, trang phục làm việc thì gọi là inna. Soto là bên ngoài, denayo ní suru là nó thò ra ngoài, là cái quần áo ở trong nó có thò ra ngoài, thì mình phải kiểm tra những cái điều đó là không có thò ra ngoài. Mình xin lỗi nha, không có thò ra ngoài, mình sẽ kiểm tra cái điều đó. Rồi cái trường hợp ách tệ mố là cho dù mà gặp cái trường hợp á mà cái túi nè có dính vào, ní là vào đâu, là cái trang phục làm việc, thì trước cái từ quá mình trước nè, thì những cái vật mà cấm mang vào, mochikomi kinshi là cấm mang vào thì không được cho vào cái túi irenai. Rồi tiếp theo jaburegarai tức là không có rách. Rồi mình có từ chakuyo suru là mặc hay là mang, mang cái găng tay, tebukuro là găng tay mà đã được vệ sinh sát khuẩn, đã được sát khuẩn một cách vệ sinh á, teki là một cách vệ sinh, rồi xem là cái găng tay đó nó có bị rách hay không. Rồi hichiyo ni ojite là ứng với trường hợp cần thiết, thì mình dịch đồng từ thể tê nha, thì sử dụng trước cái từ ố là như là dụng cụ bảo hộ một cách thích hợp để mà quan tâm, haidyo là quan tâm hay là mình lưu ý tới cái việc an toàn. Mình có từ là kansuru là liên quan, jiko là những cái vấn đề mà thực hiện, jiko tejun có nghĩa là trình tự thực hiện, matomeru quá khứ là matometa có nghĩa là mình tập hợp lại, sagyo tejun là trình tự làm việc, cái này nó định nghĩa toimasu là cho rằng á, là những cái vật mà tập hợp về cái việc mà trình tự thực hiện và cái mục lục hay là những cái việc mà thực hiện liên quan tới công việc á thì sẽ gọi là trình tự làm việc có tên gọi Sagyo Tejun. Rồi Sagyo Tejun trình tự làm việc thì Dake Dewa Naku không những mà nó là tạo nên cái sản phẩm tốt mà còn là Sageru là tránh, Kiken là nguy hiểm, làm cho cái người lao động tránh được cái nguy hiểm, rồi để làm việc an toàn. Những cái điều đó là cái điều quan trọng, hay là mình dịch cái điều quan trọng mình dịch trước là trình tự làm việc á, quan trọng á, là nó không những tạo nên cái sản phẩm tốt mà nó còn tránh cho cái người lao động gặp nguy hiểm. Rồi nó để nó sản xuất hay là làm việc một cách an toàn. Société thêm vào đó. Horitsuteki có là hiệu quả làm việc, Tadashiku là đúng, Yarikata là cách làm việc. Thêm vào đó thì nó cũng được cho rằng mình đi trước cái từ ổ, cho rằng là trình tự làm việc á, mà tập hợp những cái cách làm việc có tính hiệu quả và đúng á, thì nó được gọi rằng Hyojun Sagyo Tejun là trình tự làm việc tiêu chuẩn. Người công nhân, Sagyosa là người công nhân hay là người làm việc. Thì Shinakereba Naranai, Narimasen á, có nghĩa là phải tuân thủ cái làm việc theo cái trình tự lao động tiêu chuẩn. Mình có từ là manual kasuru là tiêu chuẩn hóa, hyojun sayo tejun là trình tự làm việc tiêu chuẩn, còn ở đây nó khác là anh thêm chữ sổ đây thì có nghĩa là sách về trình tự làm việc tiêu chuẩn. Thêm vào đó thì nó gọi cái việc mà tiêu chuẩn hóa cái trình tự làm việc theo tiêu chuẩn đó, là cái cuốn sách
hướng dẫn trình tự làm việc theo tiêu chuẩn. IK là bên dưới nè. Thì nó được cái cuốn sách nè, cuốn sách này. Cái việc mà theo như ở bên dưới, theo như những cái điều ghi bên dưới á, ở trong cái cuốn sách về tiêu chuẩn làm việc, về tiêu chuẩn trình tự làm việc á, thì nó được viết như sau, có hai mục. Mục thứ nhất là về trình tự và nội dung thực hiện, nội dung nội dung. Mục thứ hai là những cái đặc điểm, point là đặc điểm hay là điểm, điểm về kiểm tra về an toàn và quản lý chất lượng, in situ là chất lượng. Các bạn nhớ cái này nha. Cái mà Hyojun Sayo Te Junso thì nó có hai cái đặc điểm này, các bạn nhớ bằng tiếng Nhật để mà người ta đặt câu hỏi các bạn còn biết nha. Rồi, cái mệnh đề có chữ Toki mình dịch trước. Khi mà chỉ thị cái công việc cho cái người công nhân thì mình phải giải thích tốn mô tổ ní, đó là mô tổ ní là cái nguồn gốc, giải thích về, thì mình giải thích về cái cuốn sách trình tự làm việc theo tiêu chuẩn một cách có ngọn ngành ạ. Một tuần ý, lý do là, lý do là lý do, lý do tên là tùy vào cái sự giải thích, tùy vào người giải thích nha, mình dịch nè, tùy vào người giải thích mà vì ta mày là vì tránh cái việc mà nào là cái nội dung làm việc nó không đủ, rồi nào là bị sai, cái nội dung mà người ta giải thích nó bị sai á, mình tránh đi cái điều đó thì mình dựa vào cái cuốn sách này ha. Sarani là hơn đó, hơn nữa, thì để thực hiện cái công việc mà làm việc tốt á, yoi sagyo là làm việc tốt, thì mình có từ là gemba là cái công trường, dịch sai là thực tế, ika là dưới, hosoku là bổ sung, Sagyo Shichimesuru là giải thích về cái công việc. Rồi, để mà thực hiện cái công việc mà nó tốt á, thì Shinagara là vừa bổ sung những cái đặc điểm ở công trường và thực tế, và để giải thích cái công việc thì người ta người ta bổ sung về cái vấn đề là nguy hiểm liên quan tới việc an toàn cho người lao động. Mình kanseru là liên quan nè. Rồi những cái điều mà cần lưu ý, kiyotsukeru là những điều cần lưu ý. Jire là ví dụ. Ví dụ về tai nạn lao động. Lodosaigai là tai nạn lao động. Đã xảy ra ở quá khứ. Kakko là quá khứ. Ní là ở. Rồi kotsu có nghĩa là những cái mà bí quyết hay là những cái mà cái tâm niệm đó là kotsu, hay là kỹ thuật đó, thì gọi là kotsu. Rồi những cái điểm mà người ta susumeru ue de có nghĩa là người ta khuyến khích làm việc sao cho mà nó enkatsu là nó thuận tiện, người ta khuyến cáo hay người ta đề cập hay đề xuất, susumeru đề xuất cái làm việc mà nó một cách là trơn tru, trôi chảy. Người ta đưa ra những cái bí quyết hay là những cái đặc điểm mà để làm việc, đề xuất cái công việc nó một cách trơn tru, trôi chảy. Trước cái từ quá là trường hợp, bài trường hợp mà cái quá trình nó là quản lý trọng điểm ở cái kế hoạch HACCP, plan là kế hoạch. Thì nó bao gồm cái phương pháp mà ghi chép, rồi phương pháp quản lý, và cái phương pháp quản lý trọng điểm, và cái việc mà quản lý trọng điểm. Cái phần 3 là tai nạn lao động, Lodosaigai, tai nạn lao động. Mình có từ là Gotoni là mỏi, Kotonau có nghĩa là khác. Ở cái công trường làm việc Sayozo là cái nơi làm việc á, thì mỗi cái công trường thì nó khác nhau, nó không hoàn toàn giống nhau. Mặt ta cựu Naji Sokuba tức là nó hoàn toàn không có giống nhau về cái nơi làm việc. Thêm vào đó là mình có từ là Areba là nếu nè,
Mình có cái cụm từ là narenai hito là người chưa có quen việc á, gá ôi sọc cơ bà tức là nhiều ở công trường á, cái công trường cái này nè, cái công trường mà có nhiều cái người mà chưa quen việc. Mara là chưa chưa quen việc, sagio là việc nè, rồi cũng cũng có mo arimasu, cũng có những cái công trường mà có nhiều người đã quen việc. Nhưng mà cái tai nạn lao động thì xảy ra ở cái công trường sản xuất. Cho nên cái việc mà tai nạn lao động ở bên dưới đây nó xảy ra nhiều á, là thường nó xảy ra, ippantaki là thông thường, thường nó xảy ra nhiều á, thì mình nên biết shitte okimasho, là mình hãy biết. Gồm có ba cái tai nạn mà thường hay xảy ra, đó là hasamare á, là bị kẹp, mà kikomare là bị cuốn. Cái tai nạn thứ hai, tento là té ngã. Tai nạn thứ ba á, là bị cắt, kiri kizu là bị cắt, có vết thương đó. Kotsure là bị cọ xát, suri kizu á, cọ xát gây ra vết thương. Rồi hokano á, là ngoài ra. Những cái tai nạn ốm mô là chủ yếu, thì có những cái tai nạn ở bên dưới arimasu, có tsugi là bên dưới, đó là nechuso là bị sốc nhiệt và bị đau lưng, yotsuso là bị đau lưng. Rồi mình có cái tai nạn hay là cái tai nạn lao động về sốc nhiệt á, thì là mình có từ balance gá kuzureru. Kuzureru là nó bị hủy, bị hỏng, mà balance gá kuzureru có nghĩa là bị mất cân bằng về muối và nước, tay này là trong cơ thể. Trước cái từ gá mình dịch trước là tai on là nhiệt độ cơ thể, chosetsu là điều tiết, kino là cái chức năng điều tiết về nhiệt độ cơ thể là nó không có hoạt động, hataraku là làm việc, hatarakanai là không làm việc, nào là nó không làm việc. Rồi là cái bệnh, bioki là cái bệnh, mình dịch từ này dịch chữ nha, là cái bệnh mà nó gây ra cái tình trạng hay là triệu chứng. Samazama là mỗi mỗi cái, như là đau đầu, jutsu là đau đầu, hay là bị động kinh, keiran là bị động kinh, rồi bị hoa mắt hay là bị sốt, đó là do cái mà cái chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể nó không hoạt động, nó không làm việc. Rồi cái tình trạng mà đau lưng, yotsujo là đau lưng, thì mình có từ là mojitori. Moji là cái chữ theo, như cái chữ dori là theo, koshi là cái lưng, sono shuhen, shuhen là xung quanh cái sono, tức là cái lưng á, xung quanh cái lưng á, thì itai là đau, itakunaru là trở nên đau, shojo là cái triệu chứng, đó là cái triệu chứng trở nên, cái triệu chứng trước cái từ gá nè, xung quanh cái lưng, với lại là theo như cái chữ ghi ở trên đó là đau lưng á, thì nó gây ra cái triệu chứng bị đau nè. Omoi mono á là vật nặng, chiurio á là nặng, butsu là cái vật nặng, mochi ageru là nâng lên, chojikan là thời gian dài, onaji là giống, shise á là tư thế, muri là vô lý hay là một cách vô lý. Hả? Muri, muri. Shise là tư thế, sagio là làm việc. Okonau là xảy ra, okoriyasui là dễ dễ xảy ra. Rồi. Nó dễ xảy ra. Nào là khi mình mang, nâng cái vật nặng, rồi trong cái thời gian dài. Nó xảy ra khi á mà mang cái vật nặng trong thời gian dài, rồi diễn ra cái việc mà làm việc bằng đế là bằng ở cái tư thế muri, tức là cái tư thế mà
cái tư thế quá sức và cái tư thế giống nhau, nó quá sức mà làm trong cái tư thế giống nhau á, thì nó sẽ trong thời gian dài thì nó sẽ gây ra đau lưng. Phần 4 là phòng tránh tai nạn lao động. Thì cái phần này các bạn xem lại tài liệu tôi có tiêu chí nó số 1, chương 5. Ở đây họ nói thêm về cái vấn đề phòng tránh tai nạn lao động. Ừ, đối với người quản lý thì cái việc mà xích teo cưa có nghĩa rằng biết biết về cái đối sách và cái loại tai nạn nào là cái vấn đề quan trọng. Khi nói về nichite là nói về cái tai nạn lao động xảy ra ở công trường. Tuy nhiên, shikashi tuy nhiên, okota là xảy ra rồi. Tsurudake đế hòa hả? Có nghĩa là không những mà còn jigoteki. Jigoteki là cái sự việc nó xảy ra rồi. Taisaku là đối sách. Tuy nhiên á, thì không những phải biết cái đối sách đối ứng sau khi mà tai nạn nó xảy ra, mà còn á, trong trường hợp nó chưa xảy ra cũng phải biết đối sách thực, cái này là thực tế thực chất. Khi mà nó chưa xảy ra thì mình cũng cần phải biết đối sách. Rồi, tsukuba là cái công trường. Kamoshirenai có nghĩa là có thể. Yosoru có nghĩa là dự đoán cái tai nạn có thể xảy ra ở cái công trường hiện tại. Rồi, mizen là chưa xảy ra. Fusegu là phòng tránh. Tame là để. Konbonteki là cơ bản. Konbonteki nataisaku là cái đối sách cơ bản. Shuyo là quan trọng. Mình phải dự đoán được cái tai nạn có thể xảy ra ở công trường hiện tại. Và cái việc mà đối ứng cơ bản để phòng tránh tai nạn mà chưa xảy ra là cái điều cần thiết. Ở đây cho ví dụ tà ra, ngữ pháp tà ra thì mình sẽ dịch dịch cái mệnh đề này trước. Ví dụ trước cái từ ghé nè, tình trạng giống như bên dưới đây nhá, nếu nó xảy ra thì somosomo là lần đầu tiên, jotai là tình trạng, do you jotai là tình trạng như thế nào, mezasu là hướng đến, subeki là phải, subeki là phải, yoi là tốt, shotai là tình trạng tốt phải hướng đến, mezasu subeki shotai tình trạng tốt phải hướng đến, nano cá là hay không, yosoteru cũng bằng với là yosoteru là này, mình đặt định nó ra, mình tưởng tượng ra. Thì tưởng tượng ra là cái tình trạng như thế nào lần đầu tiên á, để mà mình hướng tới cái tình trạng tốt nhất, mình phải cái tình trạng nó như thế nào trong lần đầu tiên, mình phải tưởng tượng ra tình trạng như thế nào trong lần đầu tiên để mà hướng tới cái tình trạng tốt nhất. Mẹ gia sư là hướng tới nè. Rồi, để cái tình trạng tốt nhất mà nó xảy ra, nó đạt được á, nó hướng tới á, thì mình phải cô tô nè, cho nên mình phải suy nghĩ á, là cái đối sách có thể là cái gì. Sama sama là mỗi nè. Rồi mình suy nghĩ về cái đối sách, mỗi cái đối sách mà có thể làm. Koto ga dekiru là có thể làm.
Rồi, takai là cao, koka là hiệu quả. Hiệu quả trong cái mà những cái đề xuất, an là đề xuất, kaizen là khắc phục, thì nó cao. Suguni là ngay lập tức. Cho nên cái việc có thể thực hiện được á, thì ngay lập tức thực hiện. Rồi, ở dưới này mình ví dụ Zikoseru là thực hiện nha. Tình trạng hiện tại, tình huống là ở dưới sàn á, thì nước thì có nước nó bị tràn ra dưới sàn á, nó bị ướt ở dưới sàn. Rồi, khả năng cái tai nạn lao động mà có khả năng xảy ra là cái người mà bị trượt á, thì cái người nó bị té. Có thể mình dịch này có thể trước nha, có thể là cái người bị trượt té ngã. Detekuru là xuất hiện. Thì mình dịch câu này sẽ là có thể xảy ra là tình trạng là có người bị trượt và té ngã. Rồi tình trạng mà mình hướng tới á, là cái sàn yukamen là cái bề mặt sàn á. Khi mà cái người đó đi đi á, khi là thì mình dịch trước nè, rồi đây có một cái mệnh đề này, chủ ngữ là hito nè, người đó đi á, thì cái sàn á phải khô ráo là cái tình trạng mà mình cần phải hướng tới. Nếu như khô ráo á, thì sẽ không có bị trượt ngã. Cho nên cái đối sách cái này là mình tưởng tượng ra nè, đó. Mình vô sosaru. Rồi cái đối sách này mình cũng tưởng tượng ra trong trường hợp mà cái sàn nó bị ướt thì mình tưởng tượng ra đối sách là gì. Khi mà rửa thì mặt mình có từ là izo là trên, mà kichirasu là nó không có bị rơi vãi ra, kento là mình xem xét về cái phương pháp rửa sao cho nước á không có vương vãi khi mà không cần thiết, vương vãi xuống dưới sàn khi không cần thiết, khi chỉ dầu iso là không cần thiết. Ní là vào hay là ở ở dưới sàn. Đối sách thứ hai á là mình có từ là kakudo là góc độ, tsukete là mình xem góc độ, smooth là suôn sẻ, haisui là cả chỗ thoát nước, dekiru là có thể thoát nước, yukamen đó là cái sàn nhà, mizu hake no yoi toryo. Toryo có nghĩa là cái dạng nước sơn á, mà tốt, dạng nước sơn mà tốt vô là tốt để mà nước nó thoát ra. Nuri nậu sơn là mình sơn lại. Đây mình sẽ dịch là mình sơn lại bằng cái nước sơn mà nước nó dễ thoát. Cái sàn nhà mình dịch trước cái sàn nhà thì mình sơn lại bằng cái nước sơn tốt để cho nước nó dễ thoát, sao cho có thể thoát nước nhanh chóng với nhiều cái góc độ. Kakudo tsukete là cái cách mà mình nước nó thoát ở cái nhiều cái góc độ. Rồi câu số 3, mizu gap temo là mặc dù là có nước đi chăng nữa thì suberi nikui là khó trượt, creeper rocker tức là nó creeper tức là làm cho nó ngưng lại, làm cho nó bị cản trở, locker là cái lực cản trở, kutsu là dày, takai là cao, haku mình mang, mặc dù là cho dù là có nước nhưng mà mình mang cái giày mà có cái độ cản á, tức là có cái lực ma sát á, làm cho nó khó bị trượt. Mata là thêm vào đó. Nichuite là nói về. Temo là mặc dù mình hay là cũng.
Cũng nha, từ mố đây là cũng nít từ là về nói về cái việc mà cuốn vào cái thiết bị máy móc thì cũng thà không đến gần, rồi không những đa kê đến đa cư là không những có cái đối sách về cái việc mà có cái hàng rào xa cư là hàng rào một kê rư, có nghĩa là mình làm cái một cái lợi ích gì thì gọi là một kê rư. Trong trường hợp này á, thì mình xa cửa một cái rư thì có nghĩa là mình tạo cái hàng rào an toàn. Rồi trước cái từ ghé mình dịch trước, thiết bị mà dừng lại tự động khi ở trường hợp bất thường, Easy G là khi bất thường. Ferro servo omotacitabi tức là thiết bị mà có cái chức năng ferro servo. Đô nhiêu sư rư có nghĩa là mình cho vào đô nhiêu sư rư có nghĩa là mình cho vào hay mình thiết lập. Rồi mình xin dịch lại nhé, là nói về cái vấn đề mà bị cuốn vào cái thiết bị á, thì mình cũng không đến gần, rồi không những có cái đối sách mà cài đặt cái thiết bị mà còn có cái đối sách, được gọi là mình cho vào, hay là mình có cái đối sách đó là mình thiết lập hay cho vào cái thiết bị mà nó có cái tính năng ferro server, mà cái thiết bị này nó dừng lại tự động, dừng lại một cách tự động khi nó có cái trường hợp bất thường. Rồi người ta định nghĩa ferro server tối qua là khi mình thấy cái động cái cụm mệnh đề nào có chữ tồ khi mình dịch trước, khi mà cái hỏng hóc nó phát sinh, lý do rư là do cái thao tác sai hay là do cái động tác sai của người công nhân, thì ngay lập tức cái sự chuyển động hay vận hành máy móc thì nó dừng lại. Shikumi là cái cơ cấu, và mình xin dịch lại cái server là cái cơ cấu mà khi hỏng hóc nó phát sinh do cái thao tác sai hay là cái động tác sai của người công nhân, thì ngay lập tức sự vận hành của máy móc thì nó dừng lại. Kiến thức về cái ferro server là khi mà là mình có suy nghĩ về cái đối sách cơ bản là cái điều quan trọng. Isiki là mình có cái ý thức về cái an toàn, quản lý tình trạng bất thường. Oto là cái tiếng, nioi là cái mùi. Itsumo to chigau có nghĩa là khác với bình thường. Kikai no jōtai là tình trạng của máy móc. Isoji tai là tình trạng bất thường. Rồi, taiyo toru có nghĩa là mình đối ứng. Mình sẽ dịch cái khúc này. Nếu dịch trước cái cụm từ mà nếu nha. Nếu cái người công nhân á, mà phát hiện ra, Kizuita ra là phát hiện ra là cái tình trạng bất thường, cái tình trạng của máy móc nó khác với bình thường, như là có cái mùi và có cái tiếng động, thì phải đối ứng lại. Rồi Kanisa là người quản lý thì phải đối với cái người công nhân thì từ từ cái việc hàng ngày, Hyogoro là mỗi ngày hàng ngày á, sao cho là phải nhất định là thông báo với cái người quản lý.
là đang coi mình canh ly đê a rư si bương á, tức là bản thân mình là người quản lý á, thì rồi phải chỉ đạo một cách triệt để đối ứng lại đối với cái người mà công nhân á, từ cái ngày bình thường á, sao cho là thông báo, nhất định là thông báo với người quản lý. Mình thiết lập cái phương thức như vậy là một cái điều quan trọng. Có nghĩa rằng là làm đối với tư cách là người quản lý thì mình phải chỉ đạo một cách triệt để là khi có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì phải thông báo với người quản lý. Mình chỉ thị triệt để cho cái người công nhân á. Rồi, nói về cái phần mà về an toàn á, thì các bạn hãy xem lại cái tài liệu thuộc thi Kỹ năng số 1, chương 5, phần 6, phần 7 và cái phần 2 là về an toàn hoạt động 5S của chương 5 à, nha. Các bạn phải xem thêm để mình biết về cái độ an toàn, ý thức về an toàn. Đây là bài tập chương 3. Video của mình hôm nay nó khá là dài cho nên là chương 3 này mình không giải bài tập mà mình ra bài tập cho các bạn. Và mình sẽ up cái video giải bài tập chương 3 lên sau. Các bạn xem nha. Thank you.